Ngày hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các bạn một mẫu mới của dòng Lenovo, đó là Lenovo IdeaPad 320. Với video clip trước thì tôi đã review cái dòng IdeaPad 320 này, nhưng đó là model 15 inch và có cảm ứng. Thì đối với những bạn nữ cũng như là các bạn văn phòng có nhu cầu di chuyển cao thường xuyên, cần một cái ổ cứng không gian lưu trữ lớn hơn, thì ngày hôm nay tôi sẽ review cho các bạn cũng là dòng Lenovo IdeaPad nhưng được trang bị màn hình 14 inch. Nào chúng ta cùng lại xem máy nhé. Đây là những model mới nhất được ra mắt vào cuối năm 2018 vừa qua. Một trong những mẫu laptop bán chạy cũng như là được ưa chuộng theo những con số thống kê bán hàng của chúng tôi. Trước mắt các bạn là đây là dòng Lenovo IdeaPad 320 14 IPK. Tương tự như mẫu Lenovo IdeaPad 15 inch mà clip tôi đã review trước đó, máy cũng được trang bị cái lớp vỏ cấu tạo bởi chất liệu là polycarbonate, làm cho máy gọn nhẹ nhưng mà vẫn đạt được độ bền nhất định. Được sơn phủ bởi lớp sơn nhám để tránh cái hiện tượng là dính cái vân tay cũng như là bụi bẩn bám vào. Tôi cầm máy thì có trọng lượng khá là nhẹ, tôi đánh giá là khoảng 1.4 đến 1.5 kg thôi. Logo Lenovo thì được khắc sáng chói ở đây, nhìn rất là sang trọng. Chúng ta sẽ đi sâu vào cấu hình máy nha. Đây tôi có mở sẵn cho các bạn xem nhanh. Máy cũng được hãng ưu ái trang bị cho chip Core i5 thế hệ thứ 8 8250U với xung nhịp là 1.6 và 8 CPU. RAM cơ bản của máy đang được trang bị là 4GB chuẩn DDR4 với 2400. Máy này thì không được trang bị màn hình cảm ứng như là cái dòng IdeaPad 15 inch như clip trước, nhưng bù lại đã được ưu ái cho cái độ phân giải là Full HD 1920x1080. Với độ phân giải này các bạn hoàn toàn có thể trải nghiệm những cái video clip 4K cũng như là HD giải trí cực kỳ sắc nét. Được trang bị camera độ phân giải cao, bàn phím chiclet hình chữ U quen thuộc, touchpad nhẹ được trang hỗ trợ đa điểm thì rất thích hợp cho những bạn là sử dụng nhiều thao tác nhanh mà không cần phải sử dụng đến chuột rời. Chúng ta sẽ nhìn xem cái cạnh bên trái máy được trang bị những cái cổng gì nhé. Đây chúng ta thấy là cổng cắm dây nguồn HDMI, cổng USB 3.0, USB Type-C, jack cắm tai nghe 3.5 combo. Đây là đèn báo nguồn. Đối với dòng IdeaPad 14 inch này thì hai dãy loa đã được lắp đặt để hướng sang hai bên hông, chứ không như dòng 15 inch là hướng về phía trước. Đây hai bên hông của máy. Đây là khe cắm thẻ nhớ SD, cổng USB 3.0, khóa Kensington. Thì tôi cực kỳ ấn tượng với cái dòng laptop này bởi vì là thông thường với những cái bản lề như thế này, bản lề đơn như thế này thì chúng ta đối với những dòng laptop khác chỉ mở được khoảng nghiêng tới như thế này là hết. Nhưng dòng Lenovo thì làm rất là hay. Chúng ta mở hầu gần như là 180 độ nằm ngang, cho nên cho các bạn cái không gian làm việc cũng như cái góc làm việc rất là năng động. Đó là điểm mà tôi thích nhất. Để cầm trên tay tôi thấy trọng lượng khá nhẹ, rất thích hợp với những bạn sử dụng văn phòng có nhu cầu di chuyển thường xuyên. Đây chúng ta có thể thấy nó chỉ bằng cũng sổ lớn thôi, rất là tiện lợi. Thời lượng pin của máy này thì theo như chúng tôi đánh giá và đã trải nghiệm test thử thì nó rơi vào khoảng từ 4 đến 5 tiếng trở lên. Mặc dù là chip onboard nhưng mà thế hệ 8 thì đã được trang bị Intel UHD Graphics 620, cho nên đối với dòng model laptop này các bạn có thể sử dụng với nhu cầu văn phòng, chơi những tựa game đơn giản thông thường vẫn ok. Sử dụng một số ứng dụng đồ họa nhẹ như là Photoshop, AutoCAD 2D v.v. thì vẫn đáp ứng được cái nhu cầu đó cho các bạn. Ổ cứng dòng này thì đã được nâng lên ổ 1T
thì rất thích hợp với những bạn mà thích lưu trữ dữ liệu nhiều, không cần tốc độ quá nhanh, như là cái dòng SSD. Với mức giá là 12.390.000, tôi nghĩ đây là một cái laptop rất là thích hợp và cũng rất là đáng cái đồng tiền khi các bạn sở hữu nó để sử dụng cho cái công việc văn phòng, kinh doanh bất động sản, bán hàng online, vân vân. Ngoài ra tại hệ thống laptop sách tay shop chúng tôi còn hơn 400 mẫu sản phẩm đến từ các thương hiệu như là Dell, Lenovo, Acer, Asus, Apple, cũng như là các cái dòng máy bàn với cấu hình chuyên dụng, công nghệ mới nhất hiện nay. Chúng tôi có hỗ trợ mua hàng trực tiếp, trả góp, trả thẳng, ship code, thanh toán qua các loại thẻ. Các bạn có nhu cầu mua hàng hoặc là có cái thông tin thắc mắc gì thì có thể liên hệ qua hai số điện thoại hotline chúng tôi là 0908 115 124 cũng như là 0903 344 188. Chúng tôi sẽ hỗ trợ các bạn trong thời gian sớm nhất. Xin chào và hẹn lại các bạn trong những video clip sắp tới.